Sau 7 năm gia nhập WTO, đến nay khung pháp lý về các biện pháp phòng vệ thương mại của Việt Nam cũng được coi như tương đối đầy đủ với các quy định về việc chống bán phá giá đối với hàng hóa nhập khẩu, chống trợ giá đối với hàng nhập khẩu, v.v. Với mục đích bảo hộ ngành sản xuất trong nước, nhưng liệu các biện pháp này có đang lờ đi quyền lợi của người tiêu dùng? Sau đây là cuộc trao đổi ngắn với ông Lê Sĩ Giảng, Phó Phòng Điều tra Vụ kiện Phòng vệ Thương mại Cục Quản lý Cạnh tranh. Thưa ông, trong các vụ kiện về phòng vệ thương mại tại Việt Nam cũng như là việc doanh nghiệp Việt Nam bị kiện ở nước ngoài, thì tuy nhiên khi bị kiện, các doanh nghiệp thường vinh vào quyền lợi của người tiêu dùng tại nước sở tại. Ông có bình luận gì về vấn đề này, và dường như là quyền lợi của người tiêu dùng chưa được chú trọng cao trong các biện pháp phòng vệ thương mại và được đặt sau các quyền lợi của doanh nghiệp? Trong cái vụ việc phòng vệ thương mại thì bao giờ nó cũng có những cái sự xung đột về mặt lợi ích giữa các cái bên liên quan. Trong đó là có bên xuất khẩu này, bên sản xuất này, bên nhập khẩu, rồi là người tiêu dùng. Cái việc mà đánh giá cái vụ việc theo cái quy định của pháp luật như thế nào thì đã có quy định rất rõ. Và đồng thời là cơ quan điều tra thì thường là cũng phải đánh giá những yếu tố khác, trong đó có chuyện cân nhắc lợi ích của các bên. Và cái này nó cũng là thông lệ của các nước, người ta cũng phải đánh giá như vậy. Bản thân ở Việt Nam thì Việt Nam cũng có một cái quy định, tức là phải xem xét đến cái lợi ích kinh tế xã hội ở trong nước khi mà điều tra, khi mà áp dụng biện pháp chống bán phá giá hay là chống trợ cấp hay là tự vệ đối với hàng hóa nhập khẩu. Hiện nay thì chúng ta chưa có một cái cụ thể là cái lợi ích kinh tế xã hội trong nước đấy thì được đánh giá như thế nào, những cái tiêu chí nào để mà cơ quan điều tra dùng để mà phân tích. Đối với chúng tôi là với cơ quan thực thi thì chúng tôi thứ nhất là cố gắng triển khai cái quy định đấy của pháp luật và nó phù hợp với những cái thông lệ quốc tế cũng như là những cái quy định của WTO về vấn đề đó, vận dụng một cách tối đa để cho nó một cái vụ việc nó phù hợp với cái tiêu chuẩn quốc tế. Thưa ông, tính đến thời điểm này thì hiện tại Việt Nam chính thức đã điều tra 3 vụ kiện về phòng vệ thương mại. Ông có bình luận gì về vấn đề này và bài học mà chúng ta có thể học được từ 3 vụ việc điều tra chính này là gì ạ? Tôi thì tôi chỉ thấy thế này thôi, tức là ngay cái vụ đầu tiên là khi mà chúng ta điều tra thì dẫn đến là chúng ta không áp dụng cái biện pháp tự vệ. Còn cái trường hợp thứ hai thì là chúng ta đã có cái áp thuế chính thức. Trường hợp thứ ba thì hiện nay nó đang ở kết luận sơ bộ thôi, chứ cũng chưa có cái quyết định chính thức. Tuy nhiên tôi thấy rằng là qua từng trường hợp thì chúng ta làm càng ngày càng tốt lên. Đấy, và bản thân các doanh nghiệp liên quan đến những cái vụ việc đó thì cái sự chuẩn bị của họ, sự tham gia của họ, rồi là sự chủ động của họ trong vụ việc cũng ngày càng tốt lên. Đấy, thì đấy là cái dấu hiệu mà tôi cho là rất tốt. Còn trong tương lai thì như thế nào thì chúng ta vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Nhưng mà tôi nghĩ là qua cái ba vụ việc đấy thì nó tuần tự là doanh nghiệp hiệp hội Việt Nam càng ngày càng tốt lên. Thưa ông, tuy nhiên ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam bị kiện khá nhiều ở nước ngoài. Ông có cho rằng là các doanh nghiệp Việt Nam dường như là dễ bị tổn thương khi mà tham gia thị trường quốc tế như vậy? Tôi thì không cho là như vậy. Mà phải nhìn vào cái thực tại nền kinh tế, là kinh tế Việt Nam là một cái hướng về xuất khẩu, mà nền kinh tế hướng về xuất khẩu, chúng ta xuất khẩu đi rất nhiều nước trên thế giới, và khi chúng ta đã thâm nhập vào các thị trường quốc tế thì cái khả năng mà bị kiện hay là cái khả năng mà đụng chạm với lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất trong nước của nước kia là cao. Chúng ta đã hội nhập thì cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là sẽ xảy ra. Nhưng mà trong tương lai thì tôi nghĩ là càng ngày các doanh nghiệp người ta sẽ có ý thức và có thể sử dụng được công nghệ ngày càng nhiều lên. Đấy, còn cái chuyện mà chúng ta vẫn tiếp tục bị kiện ở nước ngoài, tôi nghĩ là cái đó là khó có thể tránh khỏi. Vì khi mà chúng ta càng hội nhập sâu rộng, càng cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp của nước ngoài thì cái chuyện các vụ kiện điều tra mà chúng ta bị điều tra thì là cũng chắc chắn là cũng khó có thể giảm.
Thưa ông, phía các chuyên gia của Hàn Quốc, một quốc gia cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong các vụ kiện về phòng vệ thương mại, thì có đề xuất rằng là Việt Nam nên có một ủy ban, một cơ quan chuyên trách về thương mại quốc tế để hỗ trợ doanh nghiệp về vấn đề này. Ông cũng là người chuyên trách về vấn đề này. Ông có cho rằng là thực sự là chúng ta đang rất cần những cơ quan như vậy, đặc biệt là khi chúng ta đang chuẩn bị đàm phán các hiệp định thương mại khác với các nước như là FTA Việt Nam, Hàn Quốc hay là TPP ạ? Tôi cho là hiện nay cái hệ thống của các cơ quan Việt Nam về cái thương mại quốc tế là tương đối đầy đủ đấy chứ. Không phải là thiếu đâu. Cái thiếu là tức là chúng ta có một cái cơ quan gọi là cơ quan thống nhất liên quan đến thương mại quốc tế mà thôi. Chứ còn như trong Bộ Công Thương thì tôi thấy là các cơ quan phụ trách về các vấn đề thì cũng đầy đủ cả. Vấn đề còn ở chỗ là chúng ta phát huy cái vai trò của từng cơ quan đấy như thế nào để mà hỗ trợ doanh nghiệp một cách tốt nhất khi mà họ gọi là những chiến sĩ đi đầu tham gia vào cái thương trường quốc tế.